Thưa quý vị, qua hơn 2 tháng triển khai, thực hiện hiệu quả phương án 3 tại chỗ, doanh nghiệp Đà Nẵng bắt đầu hướng đến mô hình 4 xanh để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Đây là nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Tân Long. Đây là bếp ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Tân Long, một doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Mọi người hối hả chuẩn bị bữa cơm trưa cho hơn 300 công nhân. Ngoài món cá, thịt kho, còn có món ram, xào và canh rau má. Tất cả vừa mới được chế biến xong. Để đảm bảo giãn cách, công nhân được tổ chức ăn lệch giờ nhau và đi ăn theo từng phân xưởng. Tại khu vực tập kết nguyên liệu thực phẩm, rất nhiều rau xanh, củ quả đến thực phẩm tươi sống được trữ trong hệ thống tủ lạnh, còn có nước uống giải khát cho người có nhu cầu. Công việc mà lưu ý về cái sức khỏe của anh em thì chúng tôi đánh giá rất là phải quan trọng. Tức là từ cái vấn đề mà đầu tư nhu yếu phẩm cho anh em thì chúng tôi đã chuẩn bị được rất nhiều nguồn từ siêu thị và các nguồn cung cấp khác từ Quảng Nam và từ Huế, là luôn luôn là thức ăn của công nhân được thay đổi và đầy đủ, đa dạng và sức khỏe của anh em rất ổn định. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Tân Long là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng triển khai mô hình 3 tại chỗ. Để duy trì sản xuất, 330 công nhân đã đồng lòng ở lại công ty làm việc, không về nhà. Trong đó có nhiều công nhân nữ có con nhỏ. Và vào đây được sự chăm lo của công ty cũng như sự hỗ trợ mọi khó khăn thì tụi em cũng cố gắng để hoàn thành được cái việc vừa sản xuất vừa đảm bảo sức khỏe. Em thì con em năm nay mới được 5 tuổi thôi và em đã nhờ ba mẹ, nhờ ông bà nội đôi lúc rất là nhớ con cho nên là tối nào cũng gọi điện. Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, công nhân nơi đây được xét nghiệm 3 ngày một lần và đã trải qua 24 lần xét nghiệm. 100% công nhân đều âm tính với COVID-19. Thành phố cũng đã tạo điều kiện cho 100% lao động của công ty được tiêm vaccine mũi 1, đang chuẩn bị được tiêm mũi 2. Đặc biệt, công ty có diện tích nhà xưởng lên đến 35.000m2. Đây là cơ sở rất thuận lợi để doanh nghiệp này thực hiện giãn cách trong sản xuất và bố trí nhiều phòng để làm nơi ở của công nhân. Tại vì là chúng tôi làm về công nghệ, máy móc công nghệ, do đó cái dây chuyền sản xuất của chúng tôi thì là rất là ít người. Một cái máy là với diện tích cả gần 1.000m2 thì cũng chỉ có 5 người điều khiển thôi. Ngay cái việc mà sản xuất thì cái khoảng cách giữ an toàn và trong khi sinh hoạt của anh em cũng chu đáo, tức là đảm bảo 5K. Từ cái chỗ ăn, chỗ nghỉ và đến chỗ mà sinh hoạt. Không chỉ nỗ lực duy trì sản xuất, công ty còn sản xuất trao tặng 1.000 chiếc giường cho Bệnh viện Dã chiến Đà Nẵng, đồng hành cùng thành phố phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, doanh nghiệp này dự định tiến thêm một bước mới, đó là triển khai mô hình 4 xanh. Thứ nhất là nhân lực xanh, đảm bảo 100% công nhân tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thứ hai là cung đường xanh, công nhân chỉ đi duy nhất một cung đường từ nhà đến công ty và ngược lại. Theo đó, mỗi công nhân sẽ được gắn một đồng hồ đeo tay thông minh để công ty theo dõi lộ trình di chuyển của công nhân. Thứ ba là nơi làm việc xanh và thứ tư là nơi ở xanh. Công nhân chỉ được về nhà nếu nhà ở nằm trong vùng xanh. Mô hình này được cho là phù hợp trong bối cảnh hiện nay.